Chào mọi người, ngày hôm nay thì DK được tiếp đón một vị khách rất là quen thuộc cho với mọi người rồi. Tên là ca sĩ Vũ Sĩ Khánh. Ngày hôm nay thì anh Vũ Sĩ Khánh đến với DK để tân trang lại bụi lông mày của mình. Các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh trước clip là một đôi lông mày khá là nhỏ, ngắn và khá là thưa. Và sau khi mà mất khoảng tầm một tiếng thì mình đã hoàn thành một cặp lông mày mới cho anh. Lông mày này nó sẽ đậm mực lên trong vòng vài ngày, và sau khi bong ra thì màu sẽ lên tự nhiên, hài hòa hoặc cùng với lông thật. Và sau đó thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy review của anh nhé. Thực ra thì không chỉ có riêng Khánh mà còn rất là nhiều những người nghệ sĩ khác đã từng đến DK để tân trang lại cái đôi lông mày của mình. Với cá nhân Khánh thì khi mà đến đây thì điều mà Khánh cảm thấy hài lòng nhất đó chính là sự tiếp đón rất là nhiệt tình của cô chủ. Ngoài ra nữa thì Khánh nghĩ chắc chắn rằng là DK cũng phải là một nơi rất là uy tín, thì những người nghệ sĩ, những người của công chúng ví dụ như Khánh mới lựa chọn nơi đây để làm đẹp. Và khi mà làm xong thì cái điều mà Khánh thích nhất đó chính là không cảm giác đau đớn gì cả. Và Khánh tin chắc chắn rằng là đã có rất là nhiều bạn muốn làm, và cũng giống như cái cảm giác của Khánh là rất là sợ bị đau, sợ cảm giác bị đau. Nhưng mà ngày hôm nay thì Khánh khẳng định với tất cả các bạn rằng là khi làm thì quý vị không có thấy bất kỳ một cái sự đau đớn nào cả. Khánh cảm thấy rất hài lòng và hy vọng rằng nếu như các bạn có nhu cầu về làm đẹp và đặc biệt là về lông mày, hãy đến với DK để trải nghiệm. We'll be right back.